Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thì giờ là một lại với nhau để cùng thờ phượng một Đức Chúa Trời thánh tín, chân thật và một Đức Chúa Trời rất là tốt lành với mỗi đời sống của chúng ta. Amen. Không muốn làm mất thì giờ nhiều với hội thánh của Chúa, chúng ta cùng nhau đồng đứng lên và cùng dỡ phúc âm Matthew đoạn 20. Từ câu 17 đến câu 28. Phúc âm Matthew đoạn 20 từ câu 17 đến câu thứ 28. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời và xin mời hội thánh cùng lắng nghe. Trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ dọc đường phán cùng họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Bây giờ có mẹ của các con trai Zebedee cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giêsu lại Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: Chúng tôi uống được. Ngài phán rằng: Thật, các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được. Ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm gia chuộc nhiều người. Xin trân trọng kính mời hội thánh đồng ngồi. Một lần nữa cho tôi có lời chào thăm hết thảy công dân của Chúa đang có mặt ở đây và các tôi tớ của Chúa cùng hết thảy con cái của Chúa ở mọi nơi đang theo dõi chương trình nhóm online với một vụ giải cứu gia đình tái sinh ở tại nơi chúng này. Và chúng ta có ngạc nhiên là tại sao hôm nay tôi đọc phân đoạn Kinh Thánh này và chúng ta lại nghe phân đoạn mà có bóng dáng, có những lời nhắc nhở về sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giêsu không? Với phân đoạn Kinh Thánh này, khi tôi cầu nguyện để có lời của Chúa, Chúa sẽ nên cho tôi một cái điều nhắc nhở. Và cái chủ đề này thách thức và nhắc nhở tôi cùng hội thánh của Chúa hôm nay và hội thánh của Chúa toàn cầu hoặc bất cứ ai nghe sứ điệp này. Nguyện Thánh Linh của Chúa là đấng nhắc nhở, dùng sứ điệp này để nhắc nhở tấm lòng của tôi và anh em. Như tôi nói, chủ đề hôm nay đó là: chúng ta có thật quan tâm đến sự thương khó của Chúa không? Tôi lặp lại cái chủ đề, đó là: chúng ta có thật quan tâm đến sự thương khó của Chúa không? Anh em, Chúa nói với tôi và khiến tôi giật mình. Chúng ta biết rất rõ còn bao nhiêu tháng nữa đến Giáng sinh. Có phải không? Có phải không? Chúng ta đều biết tháng nào hội thánh của Chúa thường tổ chức Giáng sinh. Tháng 11? Tháng 10? Tháng 9? Không. Tháng 12. Và khi Chúa nói tôi rằng nhiều con cái Chúa ngày hôm nay họ biết rất rõ tháng nào là Giáng sinh. Nhưng chúng ta thực sự không bao giờ để ý hay quan tâm đến tháng nào trong năm là mùa thương khó hay phục sinh. Và đối với tôi, sự thương khó là một lẽ thật. Nếu Chúa Giêsu Ngài Giáng sinh mà Ngài không chịu chết đền tội cho nhân loại thì không ai trong chúng ta hôm nay được cứu. Amen. Amen. Nếu Chúa Giêsu Giáng sinh mà Ngài không bị đóng đinh, Ngài không bị người ta nhổ đứng miếng vào mặt, Ngài không bị lính La Mã tát vào mặt, Ngài không bị người ta đang bảo gai đội lên đầu, Ngài không bị người ta lột chân chuồng,
Ngài không bị người ta đóng đinh, thì không ai trong chúng ta tội mình được thứ tha. Không ai trong chúng ta được giải cứu. Không ai trong chúng ta được tha tội. Không ai trong chúng ta được đến gần với Đức Chúa Cha. Và chúng ta nhìn thấy, chúng ta không quan tâm đến câu chuyện của sự thương khó. Với mạch văn này trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 20, bắt đầu từ tuần lễ này cho đến tuần thứ 3 của tháng 3, là hội thánh toàn thế giới bước vào mùa thương khó và phục sinh. Đối với hội công giáo thì người ta đang bước vào gọi là cái mùa chay. Mà cái mùa bắt đầu từ Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 20, nếu chúng ta đọc, chúng ta sẽ nhìn thấy những điều Chúa Giê-xu tuyên báo trước. Những điều Chúa Giê-xu bắt đầu đi vào Jerusalem, Ngài bị bắt, Ngài bị giao nộp cho những kẻ có tội, đánh đập Ngài, tra tấn Ngài, giết chết Ngài. Và Ngài cũng đã nói tiên tri trước, Ngài sẽ sống lại sau 3 ngày. Và với câu chuyện này chúng ta nhìn thấy câu 17, trong khi Đức Giê-xu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ. Dọc đường Ngài phán cùng họ. Anh em, ngày hôm nay câu cái của Chúa đến Jerusalem, hay một hình ảnh khác, đó là Jerusalem được nói về hội thánh của Chúa. Chúng ta đến phòng nhóm, hay đến nhà thờ, hay đến nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta đến để làm gì? Có phải chúng ta đến đây để nghe ban thờ phượng thờ phượng bài hát gì? Có phải ta đến đây để rồi kết thúc giờ thờ phượng là chúng ta biết thì giờ dâng hiến, rồi chúng ta đến đây để cùng với người yêu của mình đi nhóm lại? Chúng ta đến đây để giống như gồng mình trong vòng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng để cùng với hội thánh của Chúa nhóm nhau lại? Nếu là vậy thì tôi nói đến sự thờ phượng của chúng ta không có ý nghĩa gì cả. Giống như Chúa Giê-xu, Ngài cùng 12 sứ đồ, Ngài dẫn họ lên Jerusalem, nhưng không phải lên đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Ngài dẫn họ lên Jerusalem, và trên đường đi Ngài tỏ cho họ biết một điều, đó là câu 18: này, chúng ta đi lên thành Jerusalem, và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Anh em, Chúa Giê-xu đang dẫn họ lên Jerusalem, và Chúa Giê-xu cho họ biết rằng chuyến đi này không như những lần trước đâu. Chuyến đi này không phải như năm đầu tiên mà ta dẫn các con đi đâu. Vì Ngài thi hành chức vụ 3 năm rưỡi phải không? 3 năm phải không ạ? 3 năm đến 3 năm rưỡi. Và mỗi năm Chúa đều lên Jerusalem ít nhất là một lần. Và khi Ngài đi thì Ngài dẫn các môn đệ của Ngài, và các môn đệ chứng kiến những thần cha la tung hô Ngài. Amen. Amen. Các môn đệ chứng kiến người ta ngợi khen Ngài. Những lần này Chúa Giê-xu báo cho họ biết rằng lần này không như những lần trước đâu các con ạ. Lần này lần cuối cùng mà Thầy sẽ đi với các con lên Jerusalem. Jerusalem là thành của bình an, hay là thành của vua lớn, là thành mà David đã đặt khi ông bắt đầu lên làm vua. Thành của vua lớn. Khi mà thánh nhóm nhau lại, chúng ta thờ vua lớn phải không ạ? Là Chúa Giê-xu. Giê-xu là vua. Giê-xu là vua Chúa trên các vua, đấng sức năng quyền. Giê-xu là vua. Giê-xu là vua Chúa trên các vua, vì Ngài là vua. Và Chúa Giê-xu nói cho họ biết con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài, họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ 3 Ngài sẽ sống lại. Anh em để giùm tôi từ câu 17 đến câu thứ 19.
Anh em thấy khi Chúa là thầy của các môn đệ, báo cho các học trò của mình biết lần lên Jerusalem lần này không như những lần trước. Lần cuối cùng mà Chúa Giêsu đồng hành cùng các môn sinh của mình đi lên thành của vua lớn. Amen. Amen. Như Ngài đi đến đó để một lần nữa trông đợi các thầy tế lễ, các Pharisee và cộng đồng dân Do Thái bây giờ nhận biết Ngài là Chúa Giêsu. Xin lỗi, nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời. Anh em ơi, 3 năm rưỡi đó dân Do Thái khước từ Ngài phải không ạ? Có phải không? Những thầy tế lễ khước từ Ngài và họ cho Ngài là lộng ngôn, họ cho Ngài là dám nói Ngài là Đức Chúa Trời. Anh em, tấm lòng của Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời, và khi Ngài đi trên đất này, Ngài mong đợi dân Do Thái nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời. Amen. Ngài trong bóng họ nhận ra vấn đề Ngài là Cứu Chúa. Amen. Nhưng mà sự trông đợi đó làm cho Chúa thất vọng rất nhiều. Và lần này chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu báo đó là con người sẽ bị bắt, sẽ bị đánh, sẽ bị tra tấn, sẽ bị giết chết, và Ngài sẽ bị chôn, và 3 ngày sau Ngài sống lại. Tôi muốn hỏi, từ câu 17 đến câu 19, các môn đồ nghe tin báo này, các môn đồ có quan tâm đến điều Chúa Giêsu tỏ ra không? Có quan tâm không anh em? Có không? Không thèm quan tâm. Anh em, họ không thèm quan tâm. Họ thờ ơ, họ lãnh đạm, họ vô tư đến mức là không thèm để ý cảm xúc của thầy mình khi nói thầy bị bắt, thầy bị đánh, thầy bị tra tấn, thầy bị giết chết. Và sự không quan tâm của các môn đệ cũng là một căn bệnh thuộc linh, một căn bệnh thuộc linh, trầm cảm thuộc linh mà hội thánh ngày nay đang diễn ra. Lễ Giáng sinh chúng ta tổ chức lớn lắm, nhưng mà thương khó thì chúng ta dường như không thèm để ý đến. Và ngay cả đời sống của tôi và anh em, chúng ta chuẩn bị chương trình lễ, bài hát lễ cho Giáng sinh, kịch, tất cả mọi cái, dường như ta tập trung vào đầu tư thời gian rất nhiều vào lễ Giáng sinh. Chúng ta đầu tư tài chính, chúng ta đầu tư ngay cả việc ăn uống. Nhưng lễ thương khó hay là sự thương khó, sự phục sinh của Chúa Thánh Giêsu, thì hội thánh ngày hôm nay bị một chứng bệnh, đó là thuộc linh nó áp chế và làm cho những người không thèm quan tâm. Như các môn đệ, Ngài tỏ ra điều đó, Ngài bị bắt nộp các thế cả và các thầy thông giáo, và những con người làm chức vụ tôn giáo đó sẽ giết Ngài. Nhưng Ngài nhìn mặt Phêrô, Ngài thấy cũng rất là bình thường. Ngài nhìn mặt sứ đồ Giăng và Ngài cũng thấy rất là bình thường. Ngài nhìn sứ đồ Hưng cũng rất là bình thường. Ngài nhìn tiên tri Tố cũng thấy chẳng có gì quan tâm. Và nên nếu một chức vụ chúng ta không để ý đến sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì coi chừng chúng ta đang hầu việc một tổ chức hay tôn giáo. Bởi Chúa Giêsu giáng sinh mà Ngài không chết thì không ai trong chúng ta được cứu. Cho tôi nghe chứ, amen. Nếu Chúa Giêsu giáng sinh mà Ngài không chết và Ngài không sống lại thì không ai trong chúng ta được biến đổi bằng quyền năng của Ngài. Cho tôi nghe chứ, amen. Thế thì tại sao chúng ta tôn trọng sự giáng sinh mà chúng ta không tôn trọng, không quan tâm, chúng ta trầm cảm thuộc linh với câu chuyện thương khó hay phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu yêu dấu của chúng ta? Chúng ta nhìn thấy họ không thèm quan tâm. Và bắt đầu chúng ta thấy câu 20 lộ diện lên một cái điều để chúng ta thấy rằng
có một nhân vật là mẹ của con trai CBD. Có phải không? À, có mẹ của con trai CBD cùng con mình đến gần. Đó là Gia Cơ và Giăng đó nè. Người mẹ đến xin Chúa Giêsu trong mạch văn này. Đang khi Chúa nói, chương con ngồi ở cái chân lại, con tôn trọng Chúa, bỏ chân xuống. Con khép chân lại, ngồi ngay ngắn lại, đàng hoàng coi chương. Trong mạch văn này, Chúa Giêsu báo về câu chuyện thương khó. Các môn đồ đã không thèm quan tâm. Và xuất hiện một nhân vật là mẹ của hai môn đệ của Chúa Giêsu. Cũng không thèm quan tâm. Cái lúc này là cái lúc đau đớn nhất mà Chúa Giêsu nói ra. Amen. Amen. Tôi nghĩ rằng lúc đó mà Chúa Giêsu nói gì? Thầy chuẩn bị mua một con Mercedes đời 2028. Thì tôi nghĩ rằng các môn đồ nói, oh yeah, thầy chuẩn bị mua một cái tòa nhà đó để làm điểm nhóm. Các môn đồ sẽ nói, oh yes, thầy chuẩn bị mua đất đó, thầy chuẩn bị mua bất động sản này. Các môn đồ sẽ nói gì? Đúng rồi đó thầy, vì tụi em đi theo thầy khổ quá, cực quá. Bây giờ đúng là tin lành rồi nè. Đó là đang lúc khô hạn mà thầy nói thầy mua đất, mua bất động sản. Anh em ngày nay các tôi tớ của Chúa ngồi lại toàn là bất động rồi sẵn. Các tôi tớ của Chúa ngồi lại chỉ bàn về tiền bạc, bàn về vật chất. Và đang lúc thầy là Chúa Cứu Thế Giêsu bộc bạch nói rõ với các môn đệ của mình về sự thương khó mà mình chuẩn bị gặp phải trong lần lên Jerusalem lần này, các môn đồ thờ ơ, trầm cảm thuộc linh. Họ không thèm, không ai đến nói thầy ơi thầy, có thiệt không? Thầy ơi thầy, có thật không? Không thèm. Và xuất hiện một người mẹ đến mà nói gì? Giữa lúc đang buồn như vậy, không khí về sự chết chóc đang chuẩn bị diễn ra, một người mẹ cũng rất là lãnh đạm, cũng rất là trầm cảm thuộc linh, cũng rất là vô tư, cũng rất là thờ ơ, đến xin gì? Thầy thầy, khi thầy về trong nước của thầy nhé, thầy cho con của tôi một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu. Anh em thấy ích kỷ không? Họ để ý con của họ không à? Để ý con của họ không à? Họ không để ý đến Chúa Giêsu. Anh em ngày nay tình trạng này cũng đang xảy ra cho chúng ta. Đôi khi chúng ta đi với Chúa mà chúng ta chỉ để ý chính mình hoặc là người nhà của mình, mà mình không bao giờ để ý đến Chúa Cứu Thế Giêsu. Nếu trong mùa thương khó này còn hơn một tháng nữa thôi, nhưng nếu ta chỉ để ý cơm áo gạo tiền, không xứng đáng anh em. Nếu ta để ý đến xe cộ, vật chất, nhà cửa, danh vọng, địa vị, nó không xứng đáng cho mỗi một chúng ta. Đừng đi theo bước chân của mẹ hay là vợ của CBD. Đừng sống ích kỷ nữa. Amen. Amen. Đừng sống cho chính mình nữa. Đừng sống chỉ cho mình, cho người nhà của mình, mà chúng ta không bao giờ để đến gương mặt của Chúa Cứu Thế Giêsu. Tôi hỏi thật, bao nhiêu người ở đây để ý đến cảm xúc của Chúa Giêsu nào? Khi ta bước vào ở đây chúng ta thờ phượng Chúa, bao nhiêu người để ý rằng Chúa nhìn chúng ta và Chúa cười? Và bao nhiêu người để ý rằng Chúa Giêsu nhìn cách chúng ta thờ phượng đó, Chúa không dám nhìn luôn. Bởi vì như một pho tượng, chân tay thì đứng cứng ngắc như thế này, và không giơ tay, không vỗ tay, không hát. Anh ơi, bao nhiêu người để đến cảm xúc của Chúa? Tôi là một con người, tôi để ý cảm xúc của ban nhạc. Anh em chơi nhạc thì gương mặt phải có cảm xúc. Anh em đang phục vụ Đức Chúa Trời lắng sống, mà anh em chơi nhạc giống như đưa tang Chúa vậy đó. Buồn quá,
khiến ta hầu về Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người biết rằng cảm xúc của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu hay của Đức Thánh Linh, ba ngôi hiệp một ngài đều có cảm xúc. Đức Chúa Trời buồn, Đức Thánh Linh cũng buồn, và Chúa Giêsu cũng biết buồn. Cho tôi nghe chị amen. Hành động của chúng ta, lời nói của chúng ta, việc làm của chúng ta, quyết định của chúng ta có để ý rằng Chúa mỉm cười hay là Chúa đang buồn vì thái độ của tôi và anh em? Đến mức độ Chúa Giêsu trả lời với cái mẹ của Giăng và Gia-cơ, Chúa Giêsu nói việc mà đứa ngồi bên hữu, đứa ngồi bên tả là ta không có quyền quyết định được, mà cái đó là cha sửa soạn, phải không ạ? Amen. Và Chúa Giêsu nói tiếp rằng các ngươi có uống được chén của ta uống không? Và chén đắng đó. Họ trả lời liền, bởi vì họ thích chức quyền. Amen. Amen. Anh em, ngày nay trong hội thánh của Chúa, tôi thấy nhan nhản về việc tranh giành quyền lực ai lớn hơn. Có đúng không? Thầy Hưng cũng nói rằng là ai lớn ở trong trung tâm này khi bố sĩ đi vắng. Thầy Tú cũng nói rằng là ai là lớn hơn. Và thầy Tú tự trả lời rằng là Tú đây chứ ai. Tú đây chứ ai vô. Rồi Tuyền nói với Hưng á, đố bạn á, ai lớn hơn khi bố không có mặt ở đây? Kể với Hương nói gì? Biết rồi và đòi hỏi. Anh em, hai con trai Sê-bê-đê là môn đồ của Chúa Thế Giê-xu, em. Họ là Giăng, họ là Gia-cơ đó anh em. Nhưng mà anh em biết gì không? Họ cũng không thèm để đến cảm xúc của thầy mình là Chúa Giê-xu. Bây giờ họ chỉ một mực để ý cái chỗ đó là họ được ngồi bên hữu và được ngồi bên tả là gì? Tôi là cánh tay mặt của Chúa, tôi là cánh tay trái của Chúa. Amen. Amen. Còn Phi-rơ, ngươi có đi trên mặt biển mà ngươi không được ngồi bên hữu Chúa thì anh em, tôi thấy ngày hôm nay trong hội thánh nói chung, tôi thấy buồn lắm, tranh giành quyền lực và tự nói với lòng mình là ai là lớn hơn. Anh biết trong hội thánh ai lớn hơn không? Chúa Giêsu lớn hơn. Amen. Trong hội thánh ai lớn hơn? Anh em nói Chúa Giêsu lớn hơn mà anh em trả lời Chúa Giêsu. Điều này qua cách nói của anh em, cái voi của giọng nói anh em đó, cái chất giọng anh em nói là Chúa Giêsu, nhưng mà anh em thầm muốn nói rằng là con lớn hơn nè, chứ không phải Chúa đâu. Nếu Chúa thì anh em phải nói là Chúa lớn hơn. Amen. Nếu Chúa lớn hơn anh em trả lời Chúa Giêsu. Anh em sợ thầy Tú la, anh em sợ thầy Hưng la, anh em sợ thầy Vũ la, hay là anh em sợ tôi la? Không. Chúng ta hãy cùng nhau tôn trọng Giêsu là vua và là quyền lãnh đạo tối thượng của hội thánh Chúa. Tôi nghe chị amen. Tôi nghe chị amen. Thế thì tôi muốn hỏi lại, ai là lớn hơn trong hội thánh? Ai là lớn hơn trong hội thánh? Ai là lớn hơn trong hội thánh? Amen. Tôi thấy trong bóng đá vẫn còn lớn hơn. Đó là em nói Chúa Giêsu mà anh em không giơ tay lên tung hô ngài. Còn thấy bóng đá không? Những cái fan thần kinh điên rồ, nó giơ tay, nó cởi áo, nó phất tùm lum tí la hết khi đội của chúng nó thắng. Ai là lớn hơn trong hội thánh? Ai là lớn hơn trong hội thánh? Yes. Anh em yêu dấu của tôi, khi tôi đọc câu chuyện này tôi buồn lắm. Xin lại cho tôi xin một lời, đó là tôi cùng hội thánh Chúa, hội thánh cùng tôi tôn trọng quyền lãnh đạo của Chúa Thế Giêsu. Đừng sống vô tâm vô tư, bị bệnh trầm cảm thuộc linh mà mình chỉ nghĩ đến mình, tôi mà không để đến cảm xúc của Chúa Giêsu là đấng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Amen. Ngài còn sống không anh em? Ngài còn sống không? Ngài còn sống. Ngài có cảm xúc với người anh em này. Ngài có cảm xúc với ân khi nhuộm đầu tóc này.
Ngài có cảm xúc với Diệu Kỳ, Ngài có cảm xúc với Bé Hương, Ngài có cảm xúc khi nhìn thấy Trương, Ngài có cảm xúc khi nhìn thấy Hải Đầu Bạc, Ngài có cảm xúc khi thấy anh Hà ăn điểm tâm sáng hôm nay không có cầu nguyện. Anh em tôi học bài học này, đó là Ngài luôn luôn có cảm xúc với tôi. Thế anh em khi Chúa buồn chúng ta có vui không? Tôi hỏi nha, khi Chúa buồn chúng ta có vui không? Không, mà thích khoái làm cho Chúa buồn. Rồi hỏi, rồi bắt đầu trách móc Chúa, Chúa sao kỳ vậy? Chúa chẳng công bình, Chúa thiên vị. Chúa yêu người này mà Chúa không yêu con, Chúa tiếp trợ cho người này, Chúa không tiếp trợ cho con. Anh em, đôi khi chúng ta đã sống làm buồn Ngài, mà chúng ta đòi hỏi Ngài hơi bị nhiều. Tôi thích đến làm cho Chúa cười. Cho tất cả chị amen. Amen. Tôi thích làm cho Chúa cười. Tôi thích làm cho Chúa mỉm cười hơn là làm cho Chúa khóc vì cớ cuộc đời của tôi. Chưa hết đâu anh em. Chúng ta đến với Ma-thi-ơ đoạn 16. Ma-thi-ơ đoạn 16 nằm trước đoạn 20 đúng không ạ? À, Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21 câu 23 tôi xin đọc. Từ đó Đức Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: ở Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Anh em, đoạn 16 một lần nữa, khi tôi tra cứu Kinh Thánh, thì trong 3 năm rưỡi khi Ngài thi hành chức vụ, rất nhiều lần Chúa Giê-xu đã nói với các học trò của mình rằng: thầy lên Jerusalem và bị bắt tại đó. Amen. Amen. Nhưng đoạn 16 này chúng ta thấy gì? Các môn đồ không thèm quan tâm. Và có một sứ đồ đã kinh nghiệm về năng quyền của Chúa, rất bốc lửa, đã không tin điều thầy mình sẽ chết, đó là Phi-e-rơ phải không ạ? Ông đem riêng Chúa ra và ông nói: Chúa à, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, chuyện đó không xảy ra đâu, có là chuyện mà thầy bị bắt đó, không xảy ra đâu, chuyện mà thầy bị đánh không xảy ra đâu, vì có em mà, em đã từng học múa kiếm nhất. Vì cái đó mà chúng ta thấy trong vườn Gethsemane, ông lén lút đem thanh kiếm và ông múa đứt lỗ tai đầy thầy tớ, đứa đầy tớ mang chu liền. Amen. Amen. Ông múa một đường kiếm đứt lỗ tai liền anh em. Ông cậy mình anh em. Đi với Chúa Giê-xu đừng cậy mình. Thôi tôi nghe chị amen. Đừng cậy sự lì lợm của mình, đừng cậy cái bản chất giang hồ của mình, đừng cậy cái sự lì lợm của một quá khứ mà Satan nó nhào nặng anh em trong lửa địa ngục. Đừng. Phi-e-rơ ông cậy ông: Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, chuyện đó không xảy ra đâu. Ông tưởng Chúa khen ông như lần trước, như cách đó mấy phút, và bây giờ Chúa nhìn mặt ông, Chúa nói gì? Ở Satan. Chúa không nói ông là Satan đâu, nhưng mà Chúa thấy Satan đang áp chế Phi-e-rơ. Amen. Amen. Và Chúa nói gì? Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chỉ nghĩ đến công việc của con người. Anh em để ý nè. Vì ngươi chỉ nghĩ đến công việc của con người. Hỡi những người hầu Chúa trong một vụ ở đây, hãy lắng nghe trước. Nếu các con hầu vì Chúa mà các con chỉ nghĩ đến công việc của các con là bố báo động. Nếu các con hướng dẫn thờ phượng mà để cho người ta tìm kiếm sự khen ngợi của người ta đó là xong. Sáng nay tôi nói với Chúa: con không muốn dạng đẹp lòng con người, con muốn con dạng đẹp lòng Đấng đã chết cho con. Amen. Vì Chúa cứu tôi bởi máu của Ngài, vì giá trả đó mà tôi được đứng ở đây, nên tôi phải làm đẹp lòng Đấng đã chết cho tôi. Tôi không nghĩ đến công việc của con người. Amen. Amen. Anh
nơi mà Chúa mà để cho người ta khen mình, để người ta tôn trọng mình, để người ta ca ngợi mình, thì coi chừng anh em đang trên đường lao xuống dốc. Phi-rơ ông tìm kiếm điều này, và chúng ta thấy vì điều này mà ông đã chối Chúa ba lần, phải không? Phải không? Ông cậy mình trên, ông cũng đã bỏ chức vụ, phải không ạ? Nếu không bởi Chúa Giê-xu thì ông không có mặt trong ngày lễ ngũ tuần. Chúa nói Satan và ham ấy, Chúa nói cho Phi-rơ nghe: ngươi, Chúa nói Satan là kẻ đang áp chế, đang gieo vào đầu của Phi-rơ cái tư tưởng của nó. Chúa Giê-xu không chết, Chúa Giê-xu không bị bắt, Chúa Giê-xu không trả giá gì cả. Anh em, ngày nay công việc của con người, ma quỷ gieo vào đầu chúng ta công việc của con người, đó là chúng ta nhờ cậy con người, nhờ cậy con người, nhờ cậy con người, nhờ cậy con người, và đem không phải chỗ nào nhóm lại thờ phượng Chúa Giê-xu thì chỗ đó được gọi là hội thánh đâu. Hãy cẩn thận điều này, bởi vì có giả là có thật. Cho tôi nghe chị amen. Bảy hội thánh trong cõi tiểu á, trong sách Khải Huyền từ đoạn 2 đến đoạn 3, Chúa nói gì? Nơi của ngươi đương ở là ngôi của quỷ Satan. Và trong hội thánh của ngươi có nhiều người tự xưng là người Giuđa, nhưng kỳ thực không phải là Giuđa. Có là gì? Có nhiều người đến phòng nhóm, đi thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng không sống với những điều gì Kinh Thánh dạy. Amen. Họ vẫn xưng rằng họ là người tin lành, nhưng không tin những điều gì Kinh Thánh nói. Satan ngày nay gieo vào đầu nhiều con người vì công việc của con người. Có nhiều người nói gì? Là tôi tới Chúa mà không giàu có thì giảng ai nghe? Trên họ đã đi theo chủ nghĩa của sự thịnh vượng. Phúc âm thịnh vượng. Và họ giảng cho những người nghèo nghe, còn họ giảng tôi không nghe được, bởi vì họ giảng trái lại với phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người mà Chúa gì mà chơi Bitcoin? Người mà Chúa gì mà mua vé số? Người học vì Chúa gì mà đi vay tiền nặng lãi? No. Một lần nữa tôi nói anh em rằng, vợ chồng của tôi cảm ơn về ân sủng của Chúa, chúng tôi không mắc nợ. Giấy tờ nhà của chúng tôi vẫn còn đó, giấy tờ xe của chúng tôi vẫn còn đó. Amen. Chúng tôi không đặt vào ngân hàng để rút tiền ra để cho người dương gian này thấy chúng tôi thịnh vượng, không. Chúng ta hãy là người hầu Chúa, hãy cẩn thận những cỏ lùng mà ma quỷ gieo vào đầu của chúng ta. Và Chúa Giê-xu đấm thẳng vào mặt Satan và để cho Phi-rơ nghe: ngươi chỉ nghĩ về công việc của con người mà không nghĩ về công việc của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Anh em, chúng ta là những con cái của Chúa cũng hãy cầm giữ và cẩn thận những suy nghĩ của chúng ta. Amen. Hãy cẩn thận, nếu không chúng ta bị ma quỷ lừa về cách suy nghĩ của chúng ta. Như vậy chúng ta nhìn thấy ở Ma-thi-ơ đoạn 16 này, các môn đồ cũng được báo trước rồi. Và đến Ma-thi-ơ đoạn 20, một lần nữa Chúa báo, và họ vẫn thờ ơ, vẫn không thèm quan tâm. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Ước nguyện hôm nay chúng ta nghe sứ điệp này, có ai đó không còn yêu Chúa nữa. Tôi lên sau chuyến đi Quảng Nam về, công việc của nhà Chúa ở đây, có những anh em không còn dậy sớm như trước đây được nữa. Và tôi không còn thấy họ ngồi đâu đó để cầu nguyện nữa. Họ đang ở đâu vậy?
và báo động rồi. Báo động rồi. Báo động rồi. Tôi không còn thấy sự cầu nguyện của họ buổi sáng sớm nữa. Tôi không còn thấy họ dậy sớm nữa. Tôi không còn thấy họ ngồi chỗ quen ngồi để cầu nguyện với Chúa nữa. Điều gì đã biến đổi điều đó vậy? Chúa không biến đổi con người đó như vậy đâu, mà Satan đã bắt đầu biến đổi con người đó trở nên yếu đuối với Chúa. Điều gì vậy? Điều gì khiến những con người như vậy? Bởi vì họ bắt đầu thờ ơ trước tình yêu và lòng ân sủng của Chúa dành cho họ. Nghĩ bây giờ họ tốt rồi, bây giờ họ đắc thắng rồi. Như bao nhiêu lần tôi đã nói với anh em ở đây, chưa nói chúng ta là người như thế nào. Trở về với cộng đồng xã hội đi, lúc đó chúng ta mới biết mình là ai. Amen. Amen. Ở đây ai cũng giỏi hết, nhưng khi gặp chiến trận á thì mới biết ai là người lính giỏi và ai là người lính dở. Anh em đừng thờ ơ với sự thương xót của Chúa nữa. Nếu một người cứ yêu Chúa vì biết rằng Chúa đã chết đền tội cho mình, thì như Phaolô đã viết cho Côrintô, hãy sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Amen. Amen. Đừng trở gót lại với Chúa, đừng quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa dành yêu chúng ta. Và điều thứ ba chúng ta nhìn thấy đi ở đây, Luca đoạn 22 câu 22 đến câu 24. Luca đoạn 22 câu 22 đến câu 24. Khi Chúa Giêsu dự tiệc thánh, Ngài thiết lập lễ tiệc thánh đầu tiên và được gọi là lễ vượt qua của giao ước mới. Các bà bắt đầu Ngài nói câu 22: con người đi theo như điều đã chỉ định, nhưng khốn cho người này phản Ngài. Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình, ai là người sẽ làm điều đó? Câu 24: môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Anh em thấy kinh khủng không? Không ai đứng về phía Chúa Giêsu cả. Thưa các anh chị, amen. Amen. Không ai để ý cảm xúc của Chúa Giêsu cả. Không ai thật sự quan tâm đến thầy của mình cả. Họ quan tâm địa vị của họ trong hội thánh là như thế nào. Thưa các anh chị, amen. Họ quan tâm quyền lực của họ có trong giáo hội, có trong hội thánh là bao nhiêu. Anh em thấy không? Ôi, Chúa Giêsu nói về có một kẻ phản Ngài. Các môn đồ hỏi nhau rằng ai sẽ làm điều đó. Đáng lẽ sau câu đó xong họ bắt đầu đi hỏi: có phải bạn không? Có phải bạn không? Có phải bạn không? Có phải bạn không? Đáng lẽ câu sau đó là như vậy, nhưng không. Họ xích tốt lại và họ bắt đầu bàn và cãi lẫy với nhau, phải không ạ? Amen. Ai là người được tôn trọng hơn? Ai là người lớn hơn? Anh thấy kinh khủng không? Vì lẽ lý do này mà giáo hội đáng lẽ chỉ có một, hội thánh chỉ có một. Nhưng ngày nay chúng ta thấy đau đầu lắm khi tôi gặp bằng tôn giáo chính phủ. Họ hỏi tôi một câu rằng là: mục sư có biết rằng hệ phái Tin Lành có bao nhiêu hệ phái không? Họ nói 100 hệ phái. Và đôi khi có 3 hội thánh nhỏ nhỏ thôi cũng là một hệ phái. Đôi khi một ông mục sư này tách ra khỏi giáo hội vì cớ cãi lẫy với nhau, bất phục lẫn nhau, bất tuân lẫn nhau, và cuối cùng lập một giáo hội. Anh em, điều gì Kinh Thánh nói mang tính chất lời tiên tri, và nó đã xảy ra, tiếp tục còn xảy ra, đúng không? Và bây giờ chúng ta nhìn thấy đây là lần thứ 3 Chúa Giêsu chuẩn bị bước vào sự thương kho, nhưng không ai để ý cảm xúc của Ngài. Trong khi đó Ngài ngồi đó, 12 sứ đồ đang có mặt đầy đủ ở đó,
Chúa Giêsu nói bàn tay của kẻ phản ta đang có ở đây. Phải không ạ? Có phải không ạ? Và Judas Iscariot không thèm để ý điều đó. Nếu đó Judas Iscariot để ý mặt thầy của mình, thì tôi nói nó ngoài Kinh Thánh một chút trong cách là suy diễn. Nếu Judas lúc đó nghiêm túc để ý về nhịp đập trái tim của thầy mình, thì mọi sự nó không như vậy đâu. Tôi xin lặp lại, tôi nói ngoài ý một chút nha. Nhưng mà Chúa đã định rồi, amen. Judas là kẻ phản Chúa. Và tôi nói em một con người đi với Chúa mà thờ ơ, lòng vô cảm trước tình yêu về sự thương khó của Chúa Giêsu, thì con người đó sẽ sống vô ơn với Đức Chúa Trời. Người đó sẽ sống vô ơn Chúa, đấng cứu họ. Đấng cứu họ mà họ còn vô ơn, thì đối với con người thì họ làm sao có ơn vô được? Chỉ có ơn ra không thôi. Họ không thể nào ơn vô với cái người giúp đỡ họ được, bởi vì chính họ đã vô ơn, đã bạc nghĩa với đấng đã chết đền tội cho. Và theo anh em, việc tin Chúa Giêsu chịu chết quan trọng không? Chúng ta đến với Roma đoạn 10 câu 9 đến câu 10. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cả chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Anh em, Kinh Thánh không có nói vậy nếu miệng ngươi xưng Giêsu ra chấm hết. Không. Miệng nói, miệng xưng ai cũng được cả, nhưng lòng tin Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu Christ từ cả chết sống lại, đây là một lẽ thật rất rất quan trọng. Cho tôi nghe chị amen. Nếu một người đi nhà thờ mà không tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của mình và Ngài đã sống lại để ta được xưng công chính, để ta được đắc thắng, thì người đó chưa được cứu. Cho tôi nghe chị amen. Tại sao có nhiều người vẫn thất bại? Bởi vì miệng họ nói Chúa mà lòng của họ không hề tin Ngài đã chết đền tội cho họ và Ngài đã sống lại để cho họ vẫn được sống lại. Amen. Amen. Từ trong cái chết bởi quyền lực của tội lỗi, tin Chúa Giêsu phục sinh, Ngài sẽ làm cho người chết của tội lỗi đó sống động trở lại. Amen. Và mang trên con người đó hình ảnh của một Đức Chúa Trời toàn thắng. Hallelujah. Như vậy anh em, mùa thương khó đã đến rồi. Tôi nhân danh Chúa Giêsu và loan báo sứ điệp này, xin đừng thờ ơ như các môn đồ, như mẹ của Gia Cơ và Giăng, như Phi-a-rơ. Đừng, tôi xin kêu gọi hội thánh là đừng vô tâm nữa, amen. Đừng thờ ơ nữa, amen. Nhưng hãy bắt đầu dành thời gian đọc phúc âm, những đoạn cuối của phúc âm về câu chuyện thương khó, câu chuyện Chúa Giêsu trả giá, câu chuyện Chúa Giêsu chịu chết. Và hãy đặt câu hỏi này: Chúa chết để làm gì cho tôi? Chúa chết để chúng ta được sống. Amen. Nếu một con người không tin Chúa chết đền tội cho chúng ta, con người đó vẫn sống cho mình, và sống cho mình, và sống chỉ cho mình mà thôi. Câu Kinh Thánh thứ hai trong phần kết luận này, Philip đoạn 2 câu 12, là đoạn Kinh Thánh mà nói về Chúa Giêsu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và đoạn Kinh Thánh này nói rằng, mạch văn này nói rằng, cũng vì cơ đó mà Đức Chúa Trời đem Ngài lên trên mọi danh, hầu cho nghe đến Chúa Giêsu, đến danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, phải đều quỳ xuống, và mỗi lưỡi đều xưng Giêsu là Chúa và Đức Chúa Trời là Cha. Amen. Hallelujah. Tiếp tục mạch văn đó là gì? Câu 12. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn. Anh em để ý điều này. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn. Chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt. Hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt, run rẩy, làm nên sự cứu chuộc mình. Anh em, chúng ta tin Chúa là một điều quan trọng rồi, nhưng để chúng ta được cứu, chúng ta phải có trách nhiệm cho
cho sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Sự cứu rỗi là một món quà vô giá. Sự cứu rỗi không điều gì có thể sánh so với ân sủng này. Kim cương cũng không sánh so được, vật chất đời này không sánh so được, không một gì có thể sánh so được ơn cứu rỗi. Vì cái đó anh em, một người hiểu được điều này, để tôi được cứu, Chúa Giêsu phải chịu chết. Trên từ ngày tôi quyết định, đó là tôi phải lấy lòng sợ sệt, sợ làm Chúa buồn. Amen. Amen. Sợ Chúa buồn. Tôi không sợ có người buồn vì tôi đâu. Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. Amen. Tôi sợ Chúa buồn vì có những quyết định sai lầm của tôi. Và tôi lấy lòng sợ sệt, run rẩy, sợ đến mức là run rẩy mất sự cứu rỗi. Bao nhiêu người tin rằng sự cứu rỗi nếu ta không cẩn thận sẽ mất ra khỏi đời của chúng ta. Vì cái đó khi nói Chúa ngày đến sẽ có những kẻ nói với ta rằng: Lạy Chúa, tôi đã từng nói tiên tri, tôi đã từng đuổi quỷ, tôi đã làm phép lạ. Chúa nói gì? Hỡi đầy tớ gian ác, ta không biết người bao giờ. Anh em, người công bình còn khó được cứu, huống chi là chúng ta. Amen. Amen. Cho nên anh em, tôi nhân danh Chúa Giêsu trong mùa thương khó này, tôi kêu gọi, tôi nài xin hội thánh của Chúa là những người nghe trực tiếp sứ điệp này, những người nghe trên đường truyền online, đừng thờ ơ với sự thương khó của Chúa nữa. Nhưng hãy bắt đầu tập trung suy nghĩ của mình, tập trung vào lời của Chúa và suy ngẫm: Chúa chết cho tôi để làm gì? Tại sao Chúa chết? Amen. Tại sao Chúa phải bị đánh đập? Tại sao Chúa phải bị giết thế? Chúa là đấng vô tội mà. Ngài vì những điều đó là vì ai? Vì tôi, vì anh em. Và khi chúng ta có suy ngẫm này, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ bảo vệ sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Đừng chủ quan. Đừng nghĩ lại. Đừng nghĩ rằng bây giờ mình đã có chức vụ rồi. Đừng nghĩ rằng bây giờ mình đã được phong chức rồi. Đừng nghĩ rằng bây giờ mình đã có hội thánh rồi. Bây giờ mình ai cũng biết mình là mục sư, mình là người thầy, mình là người lãnh đạo rồi. Đừng. Hãy lấy lòng sợ sệt, run rẩy, làm nên sự cứu chuộc mình. Tôi muốn chúng ta cùng nhau đọc Philip đoạn 2 câu 12. Xin hội thánh đồng đứng lên. Philip đoạn 2 câu 12. Và đây cũng là câu kinh thánh mà chúng ta học thuộc để trả bài. Xin chúng ta cùng nhau đọc câu 12 này. Xin bắt đầu. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt, run rẩy, làm nên sự cứu chuộc mình. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Ta giơ tay lên và đọc câu kinh thánh này. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt, run rẩy, làm nên sự cứu chuộc mình. Xin ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi kêu gọi, có ai đang yếu đuối, có ai đang thất vọng, có ai đang mệt mỏi, có ai những ngày qua đang thờ ơ, có ai đang vô cảm. Tôi tin Đức Thánh dùng sự điệp hôm nay như là búa đập vào lòng của người nghe. Xin đừng cứng lòng, nhưng hãy đến với Chúa giờ này và nói với Chúa rằng: con đang rơi vào trường hợp giống như các môn đệ. Con đang rơi vào trường hợp giống như mẹ của hai môn đồ, đó là Giăng và Gia-cơ. Con đã sống ích kỷ, con chỉ sống cho mình. Con không nghĩ đến Chúa bao giờ. Con chưa từng để ý đến cảm xúc của Chúa có vui vì con không, có vui vì quyết định của con không, hay quyết định của chúng ta làm Ngài buồn. Vì lời của Chúa nói, anh em chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được đóng ấn cho đến ngày của sự cứu chuộc. Chúng ta suy nghĩ, coi lại cách sống của chúng ta những ngày qua như thế nào. Coi lại thái độ, tấm lòng của chúng ta với Chúa những ngày qua như thế nào. Chúng ta xem lại những quyết định. Chúng ta xem lại, chúng ta có tranh cãi. Chúng ta có
những ý tưởng, ý định trong lòng rằng ai là người lớn hơn không? Anh em, tôi rất sợ nói tôi là người có quyết định. Tôi. Vì không ai trong chúng ta dám nói rằng lớn hơn trong hội thánh ngoài Đấng Christ là đầu của hội thánh. Và khi ta biết tôn trọng Đấng Christ là đầu của hội thánh thì bỗng nhiên sự siêu nhiên sẽ xảy ra, đó là chúng ta sẽ tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta tôn trọng người lãnh đạo về phương diện con người, mà người lãnh đạo đó không cần phải đòi hỏi quyền lực của mình. Khi chúng ta biết tôn trọng Chúa, hãy cầu nguyện ngay giờ này, các anh chị em, đừng thờ ơ, đừng lãnh cảm, đừng vô cảm trước tình yêu bao la, tình yêu nhiệm màu mà Chúa Giêsu đã bày tỏ cho thế giới loài người, để trong đó có tôi và anh em, qua sự thương khó, qua sự chịu chết, qua sự hy sinh trả giá của Ngài. Đừng thờ ơ nữa, hãy học biết để yêu Ngài hơn. Ngài không phải chỉ để Giáng sinh, nhưng Ngài có mục đích, đó là Giáng sinh để rồi chịu chết. Và đây là tình yêu của Ngài đó anh em. Tình yêu của Ngài đã được bày tỏ ra trong điều này, đó là Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến để chịu chết đền tội cho nhân loại. Thế Ngài bước vào mùa thương khó này với lòng biết ơn Ngài, tôn trọng Ngài, suy gẫm về tình yêu của Ngài, suy gẫm vì ai mà Ngài bị đánh đập, vì ai mà hông Ngài bị dao đâm, vì ai mà Ngài bị đóng đinh, vì ai mà Ngài chịu đội mão gai. Hỡi anh em hãy lắng lòng, để rồi chúng ta dâng lên những lời cầu nguyện đầy cảm xúc. Tôi kêu gọi nếu có ai thờ ơ, nếu có ai vô cảm, hãy xin lỗi Chúa giờ này. Có ai không để ý đến cảm xúc của Ngài những ngày qua? Có ai nghĩ rằng Chúa không thấy đâu, Chúa biết hết, vì Ngài là Đấng toàn tri? Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và đem qua Đấng Christ. Vậy nếu miệng ngươi xưng Giêsu là Chúa và lòng của ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Rất quan trọng hội thánh Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Shakatakarabatakasha. Shamatakarabatakarabatakar. Hallelujah. Hallelujah. Shik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 
Xin một anh em trong ban thờ phượng giúp cho bài hát trên thập giá kia. Chúng ta cùng thờ phượng Chúa bài hát này trước khi chúng ta bắt đầu bước vào giờ cầu thai. Chúng ta tiếp tục ở, chúng ta tiếp tục hòa mình vào sự diễn của Chúa. Chúng ta tiếp tục hòa mình vào sự diện của Ngài đang đầy dậy ở nơi chốn này. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Hãy ôn lại. Đức Thánh xin nhắc lại cho họ những điều gì họ nghe qua lời của Chúa hôm nay. Xin nhắc lại sự vô cảm. Xin nhắc lại sự ích kỷ. Xin nhắc lại sự vô tâm. Xin nhắc lại lòng không biết ơn. Xin nhắc lại thái độ của chúng con. Xin nhắc lại về câu chuyện của Phi-e-rơ. Xin nhắc lại sự tranh giành ai là lớn hơn mà không để đến cảm xúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin nhắc lại. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.